ngoại tình còn thách thức vợ nhân tình, gái trẻ gặp cái kết đắng ngắt. Theo thông tin đăng tải, anh Lâm, người Đài Bắc, Đài Loan tuy là người đã có vợ, nhưng do không cưỡng lại được sự hấp dẫn của gái trẻ nên đã ngoại tình với Tiểu Kỳ, cô đồng nghiệp xinh đẹp. Ngược lại, Tiểu Kỳ mặc dù biết rõ anh Lâm là người đã có vợ, có con nhưng vì háo thắng, cô vẫn quyết tâm quyến rũ người đàn ông này. Hai người bí mật ngoại tình một thời gian dài thì bị vợ anh Lâm phát hiện. Sau khi bị vợ anh Lâm bắt quả tang, Tiểu Kỳ không những không chấm dứt quan hệ sai trái với anh Lâm, còn thách thức ngược lại, thân mật hơn với anh Lâm, đồng thời khuyên anh Lâm ly hôn với vợ. Cực chẳng đã, vợ anh Lâm âm thầm thu thập chứng cứ, kiện nhân tình của chồng ra tòa với tội danh phá hoại gia đình người khác, đòi bồi thường 1 triệu đài tệ khoảng 700 triệu đồng. Tại tòa án, Tiểu Kỳ bao biện rằng, mặc dù có tình cảm thực sự với anh Lâm, nhưng hai người rất trong sáng, chưa từng đi khách sạn, vào nhà nghỉ, không phát sinh quan hệ thể xác. Bên cạnh đó, cô nhân tình này còn mắng ngược lại vợ anh Lâm, cho rằng vợ anh Lâm quá dữ dằn, vì vậy dẫn tới vợ chồng bất hòa, gia đình lục đục, bản thân cô không hề liên quan đến chuyện vợ chồng anh Lâm mâu thuẫn. Sau khi xem xét các chứng cứ, tòa án xác nhận Tiểu Kỳ thực sự có dã tâm quyến rũ đàn ông đã có vợ, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tuy nhiên các tin nhắn, các đoạn đối thoại qua lại giữa Tiểu Kỳ và anh Lâm vẫn không thể chứng minh hai người có quan hệ thể xác hay chưa. Mặc dù chối cãi, bao biện rất nhiều, cô nhân tình Tiểu Kỳ vẫn bị phán quyết phạm tội, vi phạm quyền phối ngẫu của vợ anh Lâm, buộc phải bồi thường cho vợ anh Lâm 250.000 đài tệ, khoảng 175 triệu đồng. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.